tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Trong bản tin chiều, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Canada đã phớt lờ cảnh báo về virus lây nhiễm cho cá hồi nuôi và cá hồi hoang dã chủ đề thu hoạch muối làm nổi bật lịch sử rắc rối của công viên quốc gia Canada một người phụ nữ bị đẩy xuống đường ray tàu điện ngầm toronto thu hoạch siro cây phong tại nhà trở thành một xu hướng mùa xuân ở thunder Bay apple thêm biểu tượng cảm xúc đàn ông mang thai và giới tính trung tính vào iphone và trong phần tin thế giới. Ukraine cho biết, thường dân đầu tiên thiệt mạng ở Lviv, máy bay chiến đấu bám trụ ở Mariupol. Ukraine hoàn thành bản câu hỏi về tư cách thành viên EU. Ký đốt tự nhiên tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008, khi chiến tranh của Nga ảnh hưởng đến thị trường năng lượng. Mỹ, Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên quay lại đàm phán sau các vụ thử tên lửa. Mỹ chấn động bởi 3 vụ xả súng hàng loạt trong cuối tuần lễ phục sinh, hai người chết. Hãng hàng không Trung Quốc nối lại các chuyến bay trên chiếc máy bay Boeing bị rơi vào tháng 3. Nghiên cứu cho thấy 99% trên hòn đảo đông dân nhất của Indonesia có kháng thể Covid. Người Canada nên làm xét nghiệm nhiều hơn một lần trước khi lập kế hoạch các chuyên gia đang khuyến cáo người dân Canada nên thận trọng và cố gắng chuẩn bị để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Theo tiến sĩ Peter Chuny, giám đốc khoa học của ban khoa học COVID Ontario, điều này có nghĩa là sử dụng nhiều hơn một xét nghiệm kháng nguyên nhanh RAT. Ông nói, đừng tin vào các bộ xét nghiệm nhanh. Chúng tôi vẫn chưa biết loại xét nghiệm này có tác dụng như thế nào với biến thể BA.2. Nếu bạn đã xét nghiệm và nhận một kết quả âm tính, Hãy xét nghiệm thêm vì như thế là chưa đủ. Theo một bản tóm tắt khoa học do Ontario Science Table công bố vào tháng 2, xét nghiệm nhanh RAT được cho là khó nhận biết biến thể Omicron hơn, đặc biệt là khi so sánh với khả năng phát hiện biến thể Delta của chúng. Ngoài ra, vẫn còn rất ít thông tin về độ chính xác của xét nghiệm nhanh khi tiếp xúc với biến thể phụ BA.2. Do đó, ông khuyến cáo người Canada nên dùng hai xét nghiệm nhanh để xác nhận xem họ có bị nhiễm COVID-19 hay không trước khi gặp gỡ gia đình và bạn bè. Chỉ một lần xét nghiệm thôi là chưa đủ, ông Juni nói. Hãy dùng ít nhất hai bộ xét nghiệm nhanh cách nhau ít nhất 24 giờ nếu không có triệu chứng. Bất kỳ ai có các triệu chứng của COVID-19 được khuyến cáo không nên tụ tập với những người khác và thay vào đó nên tự cách ly, ông nói. Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau họng, chảy nước mũi, ho ngày càng nặng và mệt mỏi. Tiến sĩ Isaac Bogot, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, giải thích rằng các xét nghiệm nhanh COVID-19 được thiết kế để xác định xem ai đó có nhiễm virus hay không, đồng thời chúng cũng kiểm chứng xem họ có nguy cơ lây nhiễm tại thời điểm đó hay không. Ông nói, xét nghiệm nhanh nhiều lần hơn sẽ tăng khả năng phát hiện ra bất kỳ loại virus nào tồn tại. Trong khi các hướng dẫn kiểm tra nhanh chỉ yêu cầu người dùng ngoáy mũi, tiến sĩ Bogot chỉ ra dữ liệu mới cho thấy rằng khi mọi người ngoáy họng và bên má cộng với ngoáy mũi điều này sẽ làm tăng cơ hội phát hiện ra các loại virus tồn tại theo bogot điều quan trọng cần nhớ là các xét nghiệm nhanh không hoàn hảo vì đã có những trường hợp bị nhiễm covid nhưng vẫn nhận kết quả âm tính với các bộ xét nghiệm nhanh ngoài xét nghiệm nhanh ông juni cho biết những người có thể tụ tập ngoài trời nên làm thế để lưu thông gió tốt hơn những người tụ tập trong nhà nên hạn chế số lượng người tham dự tránh đám đông và đảm bảo có hệ thống thông gió thích hợp. Canada đã phớt lờ cảnh báo về virus lây nhiễm cho cá hồi nuôi và cá hồi hoang dã. Năm 2012, chính các nhà khoa học của Canada đã cảnh báo rằng một loại virus đã lây nhiễm cho cả cá hồi nuôi và cá hồi hoang dã. Nhưng các chính phủ liên tiếp phớt lờ lời khuyên của các chuyên gia, nói rằng rủi ro đối với cá hồi trong nhiều năm là rất thấp chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau cho biết họ sẽ loại bỏ dần các trang trại nuôi cá công nghiệp ngoài khơi bờ biển British Columbia vào năm 2025. Nhưng cả chính phủ của ông và chính phủ đảng bảo thủ trước đó đều sở hữu một báo cáo mới cho thấy sự liên kết giữa các trang trại quy mô lớn và cá hồi hoang dã với virus Piscine Othorio Virus, viết tắt là PRV, rất dễ lây lan. Vào năm 2012, các nhà sinh vật học thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương đã điều tra sự hiện diện của loại virus này, đã được tìm thấy ở cả cá hồi nuôi và cá hồi hoang dã. Vào tháng 3, một ủy viên thông tin liên bang đã ra lệnh công bố báo cáo sau cuộc chiến tiếp cận thông tin kéo dài nhiều năm giữa nhóm Y-First, nhóm phản động các trang trại nuôi cá hồi tự do và chính phủ liên bang. Chi tiết của báo cáo đã được công bố hôm thứ Năm. Christine Miller Saunders một nhà sinh vật học liên bang và là tác giả của nghiên cứu gọi sự chậm trễ trong việc công bố báo cáo là một hành động phản bội và cho biết sự thiếu sót của nó đã góp phần gây ra nghi ngờ từ lâu về việc liệu cá hồi nuôi có lây nhiễm bệnh cho cá hồi hoang dã hay không. Piravi gây ra bệnh thiếu máu và vàng da ở cá hồi nuôi. Nhưng ở loài cá hồi Chinook hoang dã, với số lượng đã giảm trong những năm gần đây, Virus được cho là có liên quan đến một căn bệnh khác khiến các tế bào máu bị vỡ, dẫn đến tổn thương thận và gan. Những phát hiện có tuổi đời hàng thập kỷ mang tính cấp thiết khi cả chính phủ liên bang và các quan chức ở British Columbia phải vật lộn với sự suy giảm nguồn dự trữ cá hồi hoang dã Thái Bình Dương trong khu vực, điều mà các chuyên gia lo ngại có thể gây ra những hậu quả sâu rộng về mặt sinh thái. Ngoài PRV, các nhà sinh vật học cũng lập luận rằng rận biển và bệnh nấm miệng có thể gây tử vong ở cá hồi cũng đang được chuyển từ cá hồi nuôi sang cá hồi hoang dã. Chủ đề thu hoạch muối làm nổi bật lịch sử rắc rối của công viên quốc gia Canada. Lệnh ngừng thu hoạch muối của cơ quan công viên để thu lợi thương mại đã khiến cộng đồng bản địa tức giận. Trong nhiều năm, Melissa Daniel đã đi đến những vùng hoang dã rộng lớn ở phía bắc Alberta để thu hoạch muối tự nhiên trên vùng đất mà tổ tiên cô từng săn bắt và đánh bắt. Cô ấy trộn muối với hoa dại từ rừng và bán nó theo từng đợt nhỏ. Nhưng cơ quan công viên quốc gia của Canada gần đây đã ra lệnh cho cô ấy dừng lại trong một động thái khiến cộng đồng của cô tức giận và làm nổi bật lịch sử đầy rắc rối của công viên. Trong hàng nghìn năm, những người Denesulin đã săn lùng và đánh bẫy trong khu rừng dại, trải rộng khắp Alberta, và các lãnh thổ Tây Bắc. Nhưng vào những năm 1922, họ đã bị đuổi đi một cách cưỡng bức khi Canada bắt đầu tạo ra nền móng cho công viên quốc gia Wood Buffalo rộng 4,5 triệu hectare. Daniel, người điều hành một công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vẫn quay trở lại những vùng đất đó và lấy khoảng 4 lít muối mỗi năm. Nhưng trong một lá thư gần đây, Parks Canada nói rằng cô sẽ không được phép tiếp tục. Bức thư viết, vì các bãi muối nằm trong ranh giới của vườn quốc gia Wood Buffalo, nên đây là một vấn đề. Chúng tôi yêu cầu muối từ công viên không được đem ra ngoài và không được bán như một thành phần trong hỗn hợp tắm hoặc các sản phẩm khác. Người đứng đầu quốc gia bản địa Athabasca Chippewa, Alan Adam, cho biết Pass Canada chưa bao giờ chuộc lỗi cho những hành động chống lại người dân của mình hoặc đền bù hoàn toàn cho họ vì mất quê hương ông allen cho biết bức thư gửi cho daniel là một lời nhắc nhở khác rằng canada vẫn còn phải làm nhiều hơn trong quá trình hòa giải công viên canada cho biết việc thu hoạch muối truyền thống để sử dụng cho mục đích cá nhân là được phép và là một hoạt động phổ biến trong công viên nhưng không được phép thu hoạch vì mục đích thương mại cơ quan cho biết họ rất tiếc vì đã không sử dụng đối thoại với các đối tác bản địa về vấn đề này một người phụ nữ bị đẩy xuống đường ray tàu điện ngầm Toronto. Cảnh sát cho biết, một nghi phạm được cho là đã đẩy một phụ nữ xuống đường ray tại ga tàu điện ngầm Toronto vào tối Chủ nhật và hiện đang bị truy nã với cáo buộc cố ý giết người. Vụ việc xảy ra tại ga Yon chỉ sau 9 giờ tối. Khi các đội cấp cứu đến, họ thấy nạn nhân còn tỉnh và thở, cảnh sát cho biết. Cô được đưa đến một trung tâm chấn thương trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát ban đầu cho rằng người phụ nữ bị tàu hỏa đâm nhưng đã nói lại rằng cô bị thương do ngã. Hôm thứ Hai, cảnh sát Toronto đã đưa ra một hình ảnh giám sát của nghi phạm trong nỗ lực xác định danh tính cô ta. Cảnh sát mô tả nghi phạm có mái tóc vàng với thân hình trung bình hoặc nói rằng cô ấy được nhìn thấy lần cuối cùng khi mặc áo sơ mi Levi's màu xám, áo khoác đen, quần đen, dây trắng, mũ len màu hồng và xám và mang một chiếc túi màu xám. Không rõ lý do tại sao nghi phạm đẩy người phụ nữ và cảnh sát nói rằng không có bằng chứng cho thấy hai người phụ nữ quen biết nhau. Vụ việc đã khiến TTC phải đình chỉ dịch vụ tàu điện ngầm trên Line 2 giữa ga St. George và Brookville. Các chuyến tàu trên Line 1 cũng đã bỏ qua ga Blue Yon do sự cố. Dịch vụ đã được nối lại bình thường trên cả hai tuyến tàu điện ngầm vào lúc sau 11 giờ đêm. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 tháng có người bị đẩy xuống đường ray ở ga tàu điện ngầm Blue Yon. Vào ngày 26 tháng 11, cảnh sát cho biết một nghi phạm đã xô một người đàn ông ngã xuống đường ray khi một đoàn tàu đến gần. Thu hoạch siro cây phong tại nhà trở thành một xu hướng mùa xuân ở Thunder Bay. Hình ảnh Johnny the Baker đung sôi hàng lít nhựa cây phong trước cửa nhà của anh ấy đã trở thành một sự kiện thường niên ở khu phố Mary Day Park ở Thunder Bay, Ontario. Các gia đình trong khu phố ghé qua để xem chiếc nồi hấp đang đặt trên một đầu đốt lớn, trong khi những người khác kiểm tra bên trong những chiếc xô đựng nhựa cây nằm trên một cây phong cổ thụ ở sân trước. Ông The Baker nói, Đây không phải là việc mà nhiều người làm, nhưng tôi nghĩ việc khai thác cây ngay tại nhà đang trở nên ngày càng phổ biến. Mọi người muốn dừng lại và đặt câu hỏi, nhưng bạn biết đấy, thật không may, tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư đang đung một chiếc nồi trước cửa nhà. Ông The Baker và gia đình đã khai thác một cây phong bạc hàng chục năm tuổi ở sân trước của họ vào mỗi mùa xuân trong 4 năm qua, và đó là một xu hướng phổ biến trong khu phố. Những người khai thác siro tại nhà sẽ đợi nhiệt độ dao động khoảng âm 5 độ C và 5 độ C rồi mới tiến hành khai thác. Ông The Baker cho biết, mọi thứ khởi đầu chậm chạp trong năm nay đối với hoạt động của ông nhưng những nơi khác của đất nước các nhà sản xuất siro cây phong đã làm việc chăm chỉ với đầy hy vọng cho một mùa bội thu john williams giám đốc điều hành của hiệp hội các nhà sản xuất siro cây phong ontario cho biết mỗi nơi một khác khi nói về sản lượng nhựa cây trong mùa này ông nói năm ngoái là một trong những năm tồi tệ nhất được ghi nhận vì vậy nếu bạn so sánh với năm ngoái đây là một năm bùng nổ hơn nó thực sự có thể trở thành một năm kỷ lục nếu nhiệt độ tiếp tục như cũ apple thêm biểu tượng cảm xúc đàn ông mang thai và giới tính trung tính vào iphone người dùng iphone trên toàn cầu có thể đã nhận thấy một số tùy chọn mới trong bàn phím biểu tượng cảm xúc của họ bao gồm một người đàn ông mang thai và một người mang thai có giới tính trung tính Bản cập nhật iOS 15.4 cho iPhone được tung ra vào giữa tháng 3 và cùng với đó là 37 biểu tượng cảm xúc mới. Cùng với biểu tượng cảm xúc mang thai, cũng là một biểu tượng phi giới tính khác mô tả một người có vương miện được thêm vào biểu tượng cảm xúc của vua và hoàng hậu đã có từ trước. Các biểu tượng cảm xúc có năm tông màu da khác nhau mà người dùng có thể chọn bằng cách nhấn xuống biểu tượng trên bàn phím của họ. Bản cập nhật hệ thống cũng cho thấy sự bổ sung của một số biểu tượng cảm xúc khác, bao gồm một khuôn mặt đang tan chảy, một quả bóng disco, hạt đậu, một con quỷ xanh và một biểu tượng cắn bôi. Biểu tượng người đàn ông mang thai và người mang thai không phải là biểu tượng cảm xúc dành cho giới tính đầu tiên được Apple phát hành vào năm 2019, công ty đã thêm một số cặp đôi đồng tính và biểu tượng cảm xúc phân biệt giới tính vào bàn phím của người dùng bản cập nhật iOS 15.4 cho iPhone cũng bao gồm một số tính năng mới, chẳng hạn như khả năng sử dụng ID khuôn mặt khi đeo khẩu trang, tích hợp văn bản trực tiếp với ghi chú và lời nhắc, cũng như màn hình xác thực Apple Pay mới. Để đảm bảo thiết bị iPhone của bạn có những biểu tượng cảm xúc này, người dùng phải đảm bảo điện thoại của họ được cập nhật đầy đủ lên phiên bản iOS mới.